Một lý do thật là bất ngờ khi ngày hôm nay chị Xuyến quyết định ở nhà và không lên viện để thăm nom cho bé Nga. Chị Xuyến nói rằng chừng nào con Nga nó đẻ thì chị mới lên bệnh viện để tiếp tục cùng với Hữu chăm sóc cho bé Nga. Dân tôi để hiểu được cái câu chuyện của ngày hôm nay Thanh Liêm muốn chia sẻ như thế nào cũng mời cả nhà hãy theo dõi video Thanh Liêm chia sẻ luôn rồi. Nhớ. Rồi, con nóng gì vậy chị Xuyến? Chị không lần nè em. Trời ơi, không lần luôn. Đã nha. Ngon. Ra trước còn bắt mùi nữa, trời thơm lừng nữa trơn, nó sớm luôn. Nửa chai không? Nửa hả? Rồi, nửa chai nha mọi người. Đó, nửa chai nước mắm. Trời ơi, nửa một chút ngọt. Nửa kêu đường. Dạ. Trời ơi trời. Cái gì cũng nửa cái được cái không hả? Đã trời. Trời ơi. Trời ơi nửa kêu muối. Thôi nói gì xíu cho vui nha. Thì chị xíu theo liều lượng đó nha mọi người. Vừa đủ là được cảm giác cái tay mình đó. Mình đưa vô là thấy nó quen rồi, tay nó đủ là được rồi hả chị xíu? Dạ. Thôi con, bỏ lên. Cái gì vậy? Ê, được sẵn nước. Ê, xíu. Bỏ nước vô, bỏ nước vô kìa. Trời ơi. Trời ơi. Ủa mới đây, đây sao bị gì vậy? Tại chị đông ra mà chả cá. Không đây mẹ. Kìa. Hả? Trời chả cá. Trời ơi tao nói cái cây dao kìa. Bị khớp chảy rồi. Hèn ơi. Chảy tay cầm. Trời ơi Như. Cũng ra nó vàng chó ra chấm ở cái cây rồi. Như chỗ tài á Như. Dữ vàng chưa. Dạ. Nó là gì gì sáng? Màu. Màu mè không dữ quá ha. Công phu quá. Nè. Sao Như? Như. Nè. Như làm gì ta? Ngon không? Ăn đêm đêm chị kêu đường ăn đi. Ngon không? Chị để vô miếng rồi. Trời ơi thâm lừng đội có màu kìa. Có màu. Hay trời. Nội ơi, trắng tươi nãy giờ là lên màu con, liền. Con ấy nè, con Như này hồi mẹ nó phỏng nè, nó logo hết sức rồi. Sao mà ăn được như vậy mà ăn. Trời ơi, nêm nữa ha. Có đường hả chị? Đường. Ừ. Hay trời, mới đây là màu nó hấp dẫn rồi đó nha chị Xuyến. Ừ. Thấy ngon rồi đó nha. Ừ. Mẹ ơi, trời hôm nay kêu gõ gì vậy? Mẹ ơi. Đâu kêu lại coi. Kêu lại nghe coi. Mẹ. Đó. Mẹ. Mẹ ơi. Rồi kêu cha Tư coi. Ba ơi coi. Cha Tư ơi coi. Kêu cha Tư ơi coi. Mẹ. Trời ơi mẹ ơi. Đi ra múc cả miếng nước nữa đi, cha này đi. Trời ơi, đừng nước nổi thôi. Mày biết nói chuyện rồi ha. Mày ngon rồi đó Như ơi. Ừ há, ừ. Nó gặm chân. Biết chân ha. Nó biết được nha chị Xuyến. Thôi thưa mẹ, nhanh lên. Con nó con. Trời ơi. Dạ vô lắm rồi. Ngon không, ngon không? Ngon quá. Yeah, yeah. Trời ơi, yeah. Đây. Sao? Đây nó muốn canh. Muốn canh nữa hả? Như làm gì đi tới luôn rồi, nó đảo trúng nè. Gì vậy? Trời ơi. Ấy một hồi ấy đó. Cái gì vậy? Chưa có chết. Bây giờ chào ông bà cô bác chưa? Chào chưa? Có chưa vô mà chạy vậy mà chào. Rồi vô đi. Rồi ca sĩ vô đi. Vô chị. Nó muốn vô cản không nổi. Chưa giờ chị quên lấy ra. Cái gì? Chưa giờ chị quên lấy cho cá ra. Ngơi nó còn gì sao mày nêm được? Sao đâu mày nêm lại coi Như ngon không đâu, không nội ơi trời ơi ơi ve ve chưa có gì hết trơn mày mày nêm mày ve tự đồng mày đồng bếp dữ cái gì á mày qua qua mày xiết luôn phải không trời ơi chưa gì trơn mày nêm xong mày ve ve
dữ rồi. Đó hồi nãy em quên lấy mình lấy trước. Trời ơi, cạo ra giống kem quá ha chị Xuyên. Ừ. Đã trời. Trời ơi, kêu bà ngồi lít bà gác kìa. Chào đâu, Nhân. Chào đâu. Trời ơi. Dạ. Mẹ à, mẹ ơi kìa. Rồi Nhơ. Chào ông bà cô chú cái coi. Chào mẹ. Trời ơi, bị gió nữa kìa. Chú ông bà cô chú làm sao? Chú ông bà cô chú nhìn chút quà. Ừ, dỗ. Mày quá Như rồi. Bà làm gì trời? Nhớ bị gió không có chịu rồi nghe. 65 triệu mà. Ôi đừng có quá đi mẹ làm. Nãy chị quên lấy ra trước nè. Chị quên lấy trả trước đó. Ơi đỏ ra rồi đó. Chị Xuyến là chị Xuyến chế biến món nào cũng nè, cũng nhờ trơn á. Nhưng mà cạo gọt gọt trời. Còn đá không à. Ông nội nè. Không phải chị quên nha. Rồi vậy thì sao? Nấu được không? Được, mời nấu. Nấu gì đâu? Nấu luôn hả? Rồi cạo luôn hả? Trời ơi, thời gian đâu mà cạo. Con Quyền đi ra đi Quyền, để cho mẹ làm chống chỗ ra ngoài đi. Vô đây chặt cứng rồi sao làm? Kiều Quyền qua bên kia ngồi cái chị Hai kìa. Kìa kìa, ngồi cái chị Như kìa để cho mẹ làm Quyền. Rồi, sột sột ngồi ơi. Món này món độc nhất vô nhị của chị Xuyến nha. Đó, trước khi ăn phải cạo. Nội ơi. Món này món lạ chị Xuyến nha mọi người ơi. Đó, trước khi ăn cạo gì đó, mới ngon. Chị nói là cạo phải ngon. Cạo phải ngon gì đó. Ừ. Món ăn lạ nhất của chị Xuyến nha mọi người. À. Ăn phải cạo. Tại chị để ra trong đó em. Mình ra nó mới vậy nè. Thư dữ. Thư dữ. Mình nội ơi. Ngon nha. Ừ. Em thấy còn thèm đó nè. Ừ. Như đẹp kìa con Như kìa. Đẹp không Như? Lẹ lử kìa. Chiếm tối nay là không lên ghế ghế buồn đó nghe. Ủa sao vậy? Mẹ không lên hả? Cũng ghé ở ba đêm rồi ha. Đó nói gì nóng á. Thì Xuyến ở đây chợ anh Tư ra. Vậy đúng không? Ở chợ anh Tư ra không? Nào cũng ra không, không tại quyền lắm. Hay là có anh đẹp trai nào không ghé bên bên viện rồi? Không, quên Tư rồi, trời trời, có không? Không. Thiệt không? Trời ơi. Trời ơi, trời. Hay là có anh nào không ghẹo rồi, anh đẹp trai nào ở bệnh viện á? Trước khi chị Xuyến ăn món này là mọi người thấy không? Nó lạ lắm hết chưa? Đó, trước khi ăn phải cạo sột, sột, sột vậy đó. Vậy xe qua đánh đâu không? Ăn hơn nữa hay gì ha? Chịu hơn nữa hay gì? Ăn hết đâu nhiều lắm nha. Ăn hết mấy này nè. Ôi ơi, ăn hết luôn hả? Ăn hết. Được không đó nha? Được không? Chị sợ nó dư á. Dư phải không? Trời ơi. Tới rồi kìa, tới. Chị Như. Dữ ngồi ơi. Đầu bếp, đầu bếp dữ bà Xuyến nè. Thứ dữ không à. Ủa người ta nêm sẵn rồi, chị về bắt nêm lại nữa hả? Chả nè. Mình để trong đá rồi mình nêm lại nè. Ờ, cho đậm đặc ha, đậm đà ha. Thơm ngon giọt cuối cùng hả chị Xuyến? Ừ, chị Xuyến mà mở nhà hàng chắc đắt dữ ta. Nói gì á, chị mà mở nhức nách. Nhức nách. Ừ. Chỗ tài là nhiều món chứ không phải ăn món đâu. Ngon mà nhức nách luôn ha. Ừ. Chị Xuyến nói rồi mà chị Xuyến có nhiều món ăn độc lạ lắm, không ai làm được. Chả cá này nè mà anh chị em làm đồ nhậu cũng được. Trời ơi. Làm gì Như?
Dư Dương Nguyễn làm gì kìa. Nội ơi. Được rồi con, được rồi. Đứa nào làm gãy dao? Đàn ơi, rồi. Chị làm. Chị qua, chị lại, chị đây. Đàn ơi, bữa hổm em nói rồi, để trên cao nguy hiểm. Bị để hôm trước mấy đứa chơi, gọt đồ qua lại cái gắt đi đó. Để vụ gì? Chị. Chị nấu hết nửa ký, chị mua tay ký. Trời trời. Ký rồi nè, ký nhiêu lạ? Ký 70 ngàn. Ngon trời. Trời. Rồi ra, 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 mày ngắt. Dạ. Mấy đứa làm luôn. Đây, đây nó bỏ luôn rồi, đây nó bỏ luôn. Nghe nói chị mở nhà hàng hả chị Xuyết? Chừng nào mở nhà hàng chiếu cố em nha chị Xuyết. Ra em dắt xe nha, được không? Chị mở nhà hàng là mau lắm đó. Chín chưa, chín chưa? Chín rồi. Ở gì á? Trời ơi. Trời ơi. Nội ơi. Chị bắt nước rồi. Ừ. Đó. Vậy? Kiếm gì trời? Hả? Trời ơi. Kiếm gì? Trời ơi, nó cũng biết nó để đâu. Kiếm gì vậy? Kiếm gì vậy? Kiếm gì vậy? Hả? Tôm kìa. Ôi, nấu loạn luôn rồi. Bó tài nó thiệt luôn. Thôi giờ nó nghe nè, mẹ dọn cơm ăn nè, con đi vô chỗ con mẹ. Nó cắt cắt cái gì vậy? Nó vũ vũ nó kiếm kìa. Đi vô chỗ cỡ ra kiếm đi, cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Không có.